Vậy nên là bây giờ quan trọng là bạn cần một cái điện thoại selfie kiểu như thế nào? Bạn cần selfie chụp ảnh xong xong bạn chỉnh sửa, hay là bạn muốn là selfie xong xong up trực tiếp lên Facebook luôn? Đấy. Thế thì với cá nhân mình thì thấy là một trong những chiếc điện thoại có camera đẹp đấy nhá, mình không nói là đẹp nhất, có camera đẹp ở trong cái tầm giá khoảng 6 triệu thì đó là con Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì Clickbuy hiện tại đang có cái chương trình đón xuân sang, rước lộc vàng, chào xuân tân sửu. Nghĩa là các bạn đến cửa hàng Clickbuy mua điện thoại từ ngày 20 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2 thì các bạn sẽ được bốc thăm lì xì. Đấy, nói chung là có rất là nhiều các suất lì xì dao động tầm khoảng 50.000 cho đến 1 triệu. Đấy, biết đâu chúng ta bốc được cái lớn nhất thì sao, đúng không nào? Và thêm nữa là đó là chúng ta sẽ có 10 giải nhất, mỗi giải trị giá là một chỉ vàng. Đấy, một chỉ vàng nó rơi khoảng 5 triệu rưỡi thì phải. Đấy, và ngoài ra nữa thì các bạn cũng có cơ hội nhận được một thùng bia này, một thùng nước ngọt này, hay là đồng hồ Galaxy Fit, pin dự phòng, loa Bluetooth các thứ vân vân. Đấy thì các bạn có thể tham khảo qua tại Clickbuy nhé. Ngoài ra nữa thì hiện tại Clickbuy đang giảm giá rất là nhiều những sản phẩm iPhone cũng như là thậm chí là MacBook M1. Ví dụ ở đây mình có tham khảo thì iPhone 10s Max thì đang được bán với mức giá là khoảng trên dưới 12 triệu rưỡi. iPhone 11 Pro Max cũng chỉ rơi khoảng hơn 20 triệu mà thôi. Đặc biệt là iPhone 10s bây giờ có mức giá cực ngon nhé, trên dưới 9 triệu rưỡi. Đấy, còn iPhone 10 bây giờ cũng chỉ còn trên dưới 8 triệu rưỡi thôi. Và MacBook M1 hôm sau thì bọn mình sẽ có bài đánh giá đang có mức giá là khoảng 25 triệu rưỡi. Đây đều là một trong những cái mức giá rất là tốt đối với cả những sản phẩm iPhone cũng như là MacBook bây giờ đang được bán tại Clickbuy. Anh em có thể tham khảo qua. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Huỳnh Nguyễn, bạn hỏi là: anh cho em hỏi, em có tầm 9 triệu thì nên mua Mi 10T hơi cũ tí hay là đợi con K40 Pro với Snapdragon 888? Thực ra là bản thân mình nghĩ rằng là chúng ta không nên chờ đợi những cái gì mà nó chưa có hay là chưa chính thức. Đấy, đấy là mình nói thật. Cá nhân mình thì mình thấy rằng là nếu mà bạn muốn có những chiếc điện thoại Snapdragon 888 giá rẻ thì chúng ta có thể nghiêng sang ví dụ như là Vivo IQ7 chẳng hạn. Đấy, giá nó chỉ tầm khoảng 13-14 triệu thôi thì chúng ta cũng có thể mua sổ đó nếu chúng ta không chờ đợi được K40 Pro. Còn nếu bây giờ chúng ta vẫn muốn mua Xiaomi mà lại chạy con chip Snapdragon 888 thì có lẽ là lên Mi 11 thì nó hơi cao đối với cái việc bạn cố từ 9 triệu lên tầm 16 triệu thì nó hơi cao. Đấy. Tuy nhiên với bản thân mình thì mình thấy là nếu bạn cảm thấy rằng Mi 10T cũ mà nó đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn thì nên mua Mi 10T cũ, chứ cũng không cần phải cố gắng hay là chờ đợi những cái gì mà nó chưa còn thành hình. Đấy, thì đấy là cái quan điểm của mình. Và thời điểm này là thời điểm Tết cũng như là cái thời điểm nó cũng rất là nhạy cảm. Mình nghĩ là cái sản phẩm này kể cả mà có được ra mắt đi chăng nữa thì về Việt Nam cũng sẽ rất khó, thực sự là như vậy. Đấy, vậy nên là thời điểm này thì không nên đợi nữa. Đấy, ở Trung Quốc thì chúng ta cũng chưa biết là khi nào mà nó chính thức ra mắt cơ mà, đúng không nào? Đấy, huống chi là bây giờ về Việt Nam, liệu nó ra mắt rồi nó về Việt Nam nó có dễ hay không cũng là một cái bài toán rất là nan giải tại điểm này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn không quảng cáo music. Bạn hỏi là: em cần mua điện thoại 6 triệu đổ lại, em cần duy nhất là camera trước đẹp nhất trong tầm giá, còn những thứ khác không quan trọng. Thực ra là cái vấn đề về camera trước ấy, thì nó đẹp hay xấu nó còn tùy thuộc vào cái cách mà nhà sản xuất làm nữa. Có những bạn thì có những nhà sản xuất thì họ làm cái kiểu là cà da, bởi vì nhiều người dùng thích cái kiểu cà da như thế. Đặc biệt là những bạn nào mặt rỗ thì chắc chắn là các bạn sẽ thích cái kiểu cà da rồi, đúng không nào? Đấy, nhưng mà có những người mặt người ta rất bình thường, người ta không muốn cà kiểu thế bởi vì nó rất là ảo, đúng không? Vậy nên người ta lại muốn một cái chiếc điện thoại selfie phải chân thực. Đấy, vậy nên là bây giờ quan trọng là bạn cần một cái điện thoại selfie kiểu như thế nào. Bạn cần selfie chụp ảnh xong xong bạn chỉnh sửa, hay là bạn muốn là selfie xong xong up trực tiếp lên Facebook luôn. Đấy. Thế thì với cá nhân mình thì thấy là một trong những chiếc điện thoại có camera đẹp đấy nhá, mình không nói là đẹp nhất, có camera đẹp ở trong cái tầm giá khoảng 6 triệu thì đó là con Realme Q2 Pro. Đấy, Realme Q2 Pro thì hiện tại nó cũng đang được bán tại Clickbuy với mức giá là khoảng trên dưới 6 triệu gì đó. Giá như nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Về cơ bản thì Realme là thương hiệu con của Oppo rồi. Và sau này thì có cả camera trước lẫn camera sau đều ổn cả. Màn hình cũng rất ngon, màn hình Super AMOLED, và thêm nữa đó là sạc rất là nhanh, hỗ trợ sạc 50W và có sạc đi kèm là sạc 65W cơ. Đấy thì bạn có thể tham khảo qua cái con đó. Và lại có tiếng Việt luôn nữa chứ. Ok, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Bạn Nhật Lê bạn hỏi là: bây giờ em có 16 triệu thì có nên cố tí nữa để mua iPhone 11 Pro Max 64GB hay là iPhone 10S Max 256GB vậy? Em chủ yếu là Facebook,
coi phim với chụp ảnh người yêu, thi thoảng mới chiến game. Mong anh tư vấn, chúc anh nhiều sức khỏe và may mắn trong năm mới. Rồi, cá nhân mình thì đầu tiên là nếu mà với bản thân mình nhé, thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn iPhone 11 Pro Max 64GB rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là iPhone 11 Pro Max thì nó hơn tất so với cả iPhone 10S Max đấy. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là với cái việc mà nếu mà bạn cần lưu trữ cực kỳ nhiều đấy, thì đây sẽ là một cái bài toán đấy. Bởi vì là có những người ta không thích sử dụng bộ nhớ trong ít, người ta sử dụng bộ nhớ trong nhiều để người ta có thể quay video được nhiều, đặc biệt là đối với những người ta hay đi xa quay video vlog chẳng hạn đấy, người ta sẽ cần bộ nhớ trong rất nhiều luôn đấy. Nhưng mà nếu mà bạn theo kiểu là quay đến đâu xong bạn copy vào máy tính đến đấy, ví dụ bạn quay xong bạn bắn AirDrop sang cho MacBook bạn lưu trữ lại đấy, xong bạn copy một cái ổ cứng rời bên ngoài nữa, thì như thế lại ổn, thì mình nghĩ là mua Pro Max hơn chứ đấy. Còn nếu mà bạn cần một cái bộ nhớ trong nó phải cực kỳ nhiều, trong khi đó thì đáp ứng các nhu cầu của bạn mình thấy là cũng rất là nhẹ nhàng thôi, đấy là Facebook, coi phim, chụp ảnh người yêu với thi thoảng mới chiến game, thì lựa chọn 10S Max 256GB cũng được đấy. Tuy nhiên với bản thân mình trong trường hợp này thì mình sẽ lựa chọn 11 Pro Max 64GB hơn đấy. 10S Max 256GB thì hơi căng đấy, hơi căng, mình sẽ không lựa chọn nó. Mới cả là nó làm gì đến mức độ tầm 16 triệu đâu nhỉ, đi mình phải search lại xem 10S Max 256GB ở Clickbuy làm gì đến 16 triệu. Nó có 13 triệu rưỡi thôi mà, bạn có tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đây cũng là một cái vấn đề để các bạn đấy nhé. Bởi vì bây giờ bạn đang có tầm 16 triệu, bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền, hay là bạn sẽ phải cố lên cũng cơ số tiền đấy. Ví dụ như lên 11 Pro Max thì bạn là lên bao nhiêu nhỉ? Bạn lên đến tầm hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu, vậy là bạn sẽ cố lên khoảng hơn 4 triệu nữa. Trong khi đó thì cái kia thì bạn lại còn thừa tiền ra. Đấy, cái kia là 13 triệu rưỡi thì bạn còn thừa tiền ra khoảng 2 triệu rưỡi nữa. Thay vì việc cố lên hơn 4 triệu, bạn thừa ra 2 triệu rưỡi, nó lệch nhau khoảng 6 triệu mấy thôi. 6 triệu rưỡi, hơn 6 triệu rưỡi thôi. Đấy. Vậy nên là với cái khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa hai sản phẩm này thì có lẽ vì giá thôi nhá, và với các nhu cầu của bạn cơ bản cũng là như thế này thôi, thì mua 10S Max 256GB được chưa? Đấy, đấy. Tí nữa thì tư vấn nhầm chết giờ đấy. Quan trọng nhất là phải để ý giá. Không là bạn nói này mình tí nữa mình cứ nhầm là 10S Max 256GB đến 16 triệu nó mà chết à, đúng không nào? Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khang Nguyễn. Bạn hỏi là mẹ em thuộc dạng người thích thương hiệu như là Samsung với iPhone. Em tính mua Samsung Galaxy A90 mà mẹ bảo là không nên, tại hàng sách tay sợ bị này nọ. Có cách nào để giải thích cho mẹ hiểu được là hàng sách tay vẫn bình thường như bao nhiêu người khác, như bao nhiêu điện thoại khác không anh Dương? Cá nhân mình thì mình không bao giờ dùng cách giải thích hay là dùng cách nói dối bố mẹ cả. Đấy, chúng ta phải hiểu như này này. Một khi bố mẹ đã có định kiến với cả hàng sách tay, hay là giả sử như có định kiến về hàng Trung Quốc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ rất khó có thể để làm thay đổi định kiến của bố mẹ. Chỉ trừ khi nhá, trừ khi chúng ta tự làm được ra tiền, chúng ta không phải đi xin tiền bố mẹ nữa, thì chúng ta sẽ rất là thoải mái trong vấn đề là mua điện thoại, thích mua được cái nào chúng ta mua. Đấy, cũng chia sẻ với cả các bạn luôn, đấy là với cái trường hợp này mình sẽ không khuyên bạn nói dối. Mình sẽ không khuyên bạn là cứ đến mua đi, đây là hàng chính hãng đấy hay như thế nào, hay là ui dồi sử dụng nó cũng ấy lắm hay cái thứ. Không cần phải giải thích, không cần phải nói dối bất kỳ cái gì cả. Hãy để cho mẹ tin được bằng cách tốt nhất, đó là tự làm ra tiền và tự mua điện thoại về, xong sau đó sử dụng để xem làm nó như thế nào. À còn mình biết là sẽ có nhiều bạn feedback lại cho mình, đó là thế nếu mà em là học sinh sinh viên, em chưa có đủ khả năng kiếm tiền thì sao? Thì ok, bạn hãy chấp nhận những cái gì mà bố mẹ mua đi, nếu mà bạn còn là học sinh sinh viên. Đấy, chấp nhận đi, hãy chấp nhận mua đi. Bởi vì với cái tầm giá như này của A90 tầm 6 triệu rưỡi là nếu mà mẹ bạn mua hàng chính hãng chẳng hạn, là mẹ mua, bạn sẽ mua cho bạn con Galaxy A51 đấy. Đấy, đó. Thì cũng đơn giản từ một cái câu chuyện từ hồi bé của mình. Khi mà mình đi mua điện thoại, hồi đấy có, nhầm xin lỗi, khi mình đi mua đồ chơi, quên mất, hồi đấy mình còn bé tí như này, mà cái đồ chơi hồi đấy nó rẻ lắm, nó chỉ có mấy nghìn một món đồ chơi thôi, 5.000 hồi đấy đã là rất là lớn rồi nhé. Thế thì mình với cả mẹ mình đi mua, thế là mình cứ khóc lóc đòi bắt buộc phải mua một cái ô tô như thế, ô tô 5.000 cơ, đến tận 5.000. Thế là mẹ mình không mua, thế là mình mới hỏi cô bán hàng là thế cái ô tô này bao nhiêu tiền đấy. Cô bán hàng bảo là có 5.000 thôi. Thế mình cũng lấy luôn cái câu của cô bán hàng, mình nói lại mẹ mình là có 5.000 thôi, sao mẹ không mua cho con đi đấy. Thế là mẹ mình nói là thế có 5.000, thế tại sao con không tự đi kiếm tiền để mà mua đi đấy. Thế là từ lúc đấy mình mới suy nghĩ ra rằng là đấy, phải làm sao, phải học thật tốt, phải để sau này kiếm được tiền mình tự mua những gì mà mình thích đấy. Ví dụ như mình đi mua xe hay là đi mua những món đồ gì đắt tiền, có bao giờ mình cần phải bố mẹ tài trợ đâu đấy. Mình biết thậm chí có những người rất là nhiều tuổi, tầm ba mấy tuổi đầu rồi, đi mua một cái món đồ gì đấy, ví dụ mua ô tô chẳng hạn đấy,
bố mẹ ơi, cần ủng hộ con tí, cho con khoảng 100 đấy. Nhưng không không, mình thì không như thế. Tự làm, tự mua. Đấy. Chứ không, ví dụ bây giờ mà mình mà xin tiền bố mẹ mình mà mua ô tô thì chắc là bố mẹ mình bắt mình mua Vios từ lâu rồi. Đấy, kiểu như vậy. Đấy chưa? Ok. Đấy, nghĩa là các bạn phải tưởng tượng là các bạn tự kiếm được tiền. Thì các bạn sẽ thích mua cái gì thì các bạn mua, đỡ phải mất công giải thích làm gì cho nó lằng nhằng ra. Còn nếu không đủ tuổi để kiếm tiền thì thôi, tốt nhất cứ nghe lời bố mẹ đi. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình. Vì đôi khi là chúng ta ở những thế hệ khác nhau, chúng ta không hiểu được đâu. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Calista Champion. Bạn hỏi là nên mua 10R hay là iPhone 8 Plus để tiết kiệm chơi Tết. Cháu hay chơi cháu có chơi tốc chiến mobile, Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến. Rồi, với cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn iPhone 10R, bởi vì iPhone 10R chơi game tốt hơn, có một cái camera chính đẹp hơn, có thời lượng pin trâu hơn. Đấy. Thì nếu mà với những điều đó thì mình sẽ lựa chọn iPhone 10R. Thậm chí là thiết kế của nó, viền thứ của nó sẽ mỏng hơn là iPhone 8 Plus nữa. iPhone 8 Plus thì có lẽ là bạn sẽ mua nó nếu như bạn cần một chiếc điện thoại mà màn hình đẹp hơn. Đấy. Nhưng màn hình của iPhone 10R cũng không phải là đến mức độ gọi là tệ đâu. Mật độ rảnh 326 ppi thì mình nghĩ là cũng đủ dùng rồi. Đấy. Thì nếu mà là mình trong trường hợp này thì mình sẽ mua iPhone 10R để chơi Tết chứ không mua iPhone 8 Plus. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hyundai. Bạn hỏi là em muốn hỏi là nếu Vin mua lại mảng mobile của LG thì các mẫu mới của LG có giữ lại được quad DAC hay không? Vì em rất thích dùng máy LG để nghe nhạc. Cá nhân mình thì mình nghĩ là có một số những thương vụ mua lại mà chúng ta cảm thấy đáng tiếc, bởi vì là những đơn vị bị mua lại nó gần như là nó bị chết yểu. Ví dụ như là cái trường hợp của Microsoft mua lại Nokia đấy, xong sau này Nokia thăng đấy còn gì nữa, mãi về sau Nokia mới chuyển sang Android để dùng, nhưng mà lúc đó thì quá muộn rồi. Hay như là Facebook mua lại WhatsApp ấy, nhưng mà bây giờ WhatsApp cũng gần như là cũng one rồi. Đấy, bây giờ chắc là chỉ còn Facebook mua WhatsApp, nhưng mà Facebook ứng dụng rất nhiều các công nghệ WhatsApp sang cho Facebook Messenger, và Facebook Messenger bây giờ thì rất là thành công nhá. Hay như là đơn cử như là Apple mua lại Beats Audio, nhưng mà bây giờ các bạn thấy Beats Audio nó cũng có ấy đâu. Đấy, vậy nên là có những thương vụ mà theo kiểu là mua lại để mà ra đi, còn có những thương vụ mà mua lại để mà rất thành công. Ví dụ như trường hợp Facebook mua lại Instagram hay là Google mua lại YouTube là những cái thương vụ mà vô cùng thành công luôn. Đấy. Thế thì đối với trường hợp của Vin mua lại LG thì mình nghĩ là cái mà Vin cần mua ở đây là gì? Không phải là để cứu LG đâu. Vin làm gì có thừa tiền để mà đi cứu LG, mà mua lại những cái công nghệ của LG, mua lại những cái tinh hoa của LG để làm sao cho điện thoại Vsmart sau này là tốt nhất, hay thậm chí là vẫn giữ lại thương hiệu LG, cũng giống như kiểu cái trường hợp là Lenovo mua lại Motorola, họ vẫn giữ chữ Motorola chứ họ đâu có để thương hiệu Lenovo ở đấy đâu. Đấy. Nên là cái trường hợp này thì mình nghĩ là hy vọng thôi nhá, là có thể. Đấy. Mình nghĩ là chắc là được thôi. Nhưng mà nếu các bạn ý thì thời gian gần đây những chiếc điện thoại LG mới ra không nhiều chiếc điện thoại có Hi-Fi Quad DAC đâu. Đấy. Nên là cũng không biết là nó như thế nào đâu. Đấy. Nghĩa là cái này phải quan trọng là từ bản thân của LG, chứ không phải là từ việc là Vsmart có muốn giữ lại hay không. Vsmart thì lúc nào cũng sẽ muốn thôi, mình nghĩ là như thế. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Vũ Hồng. Bạn ấy hỏi là tại sao không thấy anh Dương đánh giá Galaxy S21? Câu hỏi này rất hay. Galaxy S21 độc quyền tại một số đơn vị và mình không thể mượn được Galaxy S21. Các bạn đừng nghĩ là làm kênh YouTube như mình, một kênh gần 600.000 sub như này thì mượn máy gì cũng mượn được đâu. Không, có những máy mình không mượn được đâu. Đấy. Những cửa hàng đối tác của mình thì không cửa hàng nào bán Galaxy S21 cả. Mượn hãng thì hãng cũng không có để cho mình mượn, hoặc vì một lý do gì đấy mà không cho mình mượn. Đấy. Có một cửa hàng thì sẵn sàng cho mình mượn Galaxy S21, nhưng mà phải bảo mình khen cái vỏ nhựa Galaxy S21 để giúp cho máy nó nhẹ hơn, nhưng mình lại không làm được điều đấy. Đấy. Nên là mình không nhận làm Galaxy S21. Còn nếu sau này các bạn thấy xuất hiện ở trên kênh Dương Dê cái video mở hộp đánh giá Galaxy S21 thì nghĩa là đầu tiên lúc đó là mình đã mượn được, và thứ hai nữa đó là mình đã cam kết thỏa thuận với cả đối tác rằng là video làm xong là Dương Dê phải chê. Đấy. Nếu không cho chê, mặc định không làm và hủy. Đấy. Và thêm nữa đó là video mình sẽ phải là khen chê rõ ràng. Nếu có cắt sửa video hay là yêu cầu mình làm theo ý họ thì mặc định trả lại luôn. Đấy. Và thậm chí tặng họ luôn cả tiền ship máy về nữa. Đấy. Họ không cần mất một cái đồng nào cả, cho nó mất thời gian của nhau ra. Được chưa ạ? Nên là anh em cứ yên tâm,
kênh của mình không giống như một số những kênh khác mà hôm nay nói chung là làm gì có cái gì chê đâu, chỉ có khen ngất trời giảm lên thì không có đấy, nên anh em cứ yên tâm nhá. Chiếc điện thoại này hiện tại mình chưa mượn được đó. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phước Trần. Bạn hỏi là tầm giá 9 triệu, em thấy khó chọn điện thoại khóa, nhu cầu của em là màn hình đẹp, chơi game khá nặng, pin ổn một tí, chụp hình khá là được. Em đang phân vân giữa Mi 10T Pro cũ và iPhone 10S cũ. Rồi, cá nhân mình thì thấy là như sau này. Đầu tiên là về mặt thiết kế, đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người đi. Nhưng mình nghĩ là 10S nó sẽ theo thiên hướng là thiết kế nhỏ gọn. Nó tùy thuộc vào cái việc bạn thích điện thoại màn hình to hay màn hình bé thôi. Và cái độ sang trọng thì 10S mình vẫn đánh giá là sang hơn là nhìn Mi 10T Pro đấy. Nhưng Mi 10T Pro thì có một cái thiết kế nó mới hơn. Về mặt màn hình thì Mi 10T Pro có tần số quét màn hình cao hơn và kích thước màn hình lớn hơn. Tuy nhiên về tấm nền thì lại không phải là tấm nền AMOLED giống như là iPhone 10S, nên là về chất lượng tấm nền thì mình vẫn đánh giá là iPhone 10S tốt hơn. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là màn hình lớn hơn của Mi 10T Pro sẽ giúp cho bạn có được cái không gian giải trí nó rộng rãi hơn đấy. Về mặt hiệu năng thì Mi 10T Pro sẽ có hiệu năng tốt hơn, có bộ nhớ trong tối thiểu ngon hơn, có camera đa dụng hơn, nhưng mà phần quay video về thu âm thì không bằng iPhone 10S. Còn về pin thì Mi 10T Pro cũ sẽ có viên pin tốt hơn. Đấy. Thế còn và sạc nhanh hơn nữa chứ. Và thế còn bây giờ nếu mà bạn cần một chiếc điện thoại màn hình đẹp thì quan trọng là bạn cần tấm nền đẹp hay là bạn cần tần số quét cao hay là màn hình lớn. Đấy. Bạn chơi game khá nặng thì lựa chọn Mi 10T Pro và pin ổn một tí thì Mi 10T Pro sẽ nhỉnh hơn. Chụp ảnh khá là được thì Mi 10T Pro là chụp ảnh khá rồi. Và với những cái yêu cầu này của bạn thì mình nghĩ là bạn nên mua Mi 10T Pro hơn thì nó phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Đó. Còn nếu mà bạn thích một cái điện thoại màn hình bé và thương hiệu tốt, sửa chữa các thứ dễ dàng, giữ giá các thứ thì mua iPhone 10S. Giữ giá 10S không giữ giá được, 10S tụt giá nhanh lắm. Chỉ có 10R với cả 11 là giữ giá. Đấy. Ok, và như vậy là câu hỏi vừa rồi của bạn Phước Trần cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.